Thank you.
bánh trôi rồi. Nó bắt đầu cái thứ kia đi. Hơn triệu thì mua bánh đi em má. Bánh gai, bánh dày, bánh tẻ. Bảo là chiều phải hơn triệu thì ăn hết. Mắc tôm. Ăn cái này vào là neo tôm ó. Cái kia là cân rưỡi tính. Vừa cuối nhau ở đây bé mà bảo cái tay làm đấy đâu cũng là vừa được cái nón tay xuống thế nhỉ. Cứ vào mua đi. Lấy thêm đi cô. Ba cân. Lấy cái. Nhà ông đây. Già rồi. Chín rồi. Có bao nhiêu? Con tôm luôn thì nó đều cùng. Đi vào nhá. Chiều ra là đóng ngôi trước còn đi đấy không thì ghi vào 100 đi. Đó còn có. Xuống mà đài mà đấy nhá. Lấy một quả bớt đi ăn. Thế không bán thì mang về để đây. Hả? Ăn bao giờ chưa? Ăn rồi. Ngon không? Ngon mà. Tắt máy đi.
quả về gừng nhá. Sốt gừng nhá, giống mới ngon. Thịt mày nữa. Đất nữa. Thịt có gì. Cơm đầu gừng. Đến giờ đúng. Cái này toàn thất thì chưa đâu thằng Minh bảo bây giờ 35 mới tan cơ thằng Minh ấy. Chúng bảo phạt rồi. Là lỡ không thủ bài. Đây cho nhà Phúc Việt 20 cân trong đấy. Càng trong càng ngon. Đi ăn đi. Em ăn một miếng đón té cả lưỡi rồi ăn như này. Trong kia là cháo hộp hộp. Vừa chát vừa chua. Không ăn quá lắm. Và đây là quả xanh. Chứ ăn không để ăn như kiểu nghẽn. Nhưng mà ngon lắm. Thì chua ăn không đâu. Thế chua mới ngon đấy. Cô nhé. Giống về trước đi. 50.000. Sau lại gặp tiếp nhé.